hào Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử có ca sĩ Việt nhận cúp siêu sao mới châu Á tại Hồng Kông. Orange được mời dự sự kiện liên hoan nhạc pop khu vực Hồng Kông và châu Á 2019, diễn ra ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Nữ ca sĩ sinh năm 1996 là đại diện Việt Nam đầu tiên biểu diễn tranh giải ở hạng mục siêu sao mới châu Á, cùng với 8 nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác trong khu vực. Ở vòng thi đầu, Orange chọn thể hiện ca khúc Tôi Thất Tình và gây ấn tượng rất mạnh với tất cả khán giả. Cô được chọn đi tiếp cùng đại diện hai quốc gia khác là Nhật Bản và chủ nhà Hồng Kông. Với ca khúc thứ hai, Secret Love Song, Orange một lần nữa khiến sân khấu như bùng nổ với màn diễn live máu lửa. Chất giọng đầy nội lực và phong cách biểu diễn feeling của cô khiến khán giả không thể ngồi yên. Cuối lễ trao giải, Orange xuất sắc được xướng tên là nghệ sĩ thắng giải siêu sao mới châu Á. Cô sung sướng tột độ với thành tích này. Đây là giải thưởng quốc tế thứ hai Orange nhận được. Năm 2018, cô từng được vinh danh nữ nghệ sĩ mới xuất sắc tại giải thưởng âm nhạc Mama tổ chức tại Hàn Quốc. Trước đó, khi phát biểu giới thiệu về bản thân và trả lời phỏng vấn báo chí tại Hồng Kông Asian Pop Music, Orange cũng ghi điểm nhờ sử dụng tiếng Anh lưu loát, tự tin. Cô giới thiệu về V-pop, sự hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, cùng niềm tự hào về âm nhạc nước nhà. MC của chương trình đã hết lời khen ngợi ca sĩ Việt Nam, vừa hát hay, vừa có ngoại hình quyến rũ. 5 năm trước, trên sân khấu Những Tổ Bí Ẩn 2014, Orange khi đó xuất hiện với tên thật là Khương Hoàng Mỹ, từng khóc nức nở, chia sẻ nỗi đau, sự tự ti vì luôn bị chê bai về ngoại hình. Đến nay, cô đã hoàn toàn lột xác. Liên hoan nhạc pop khu vực Hồng Kông và châu Á là sự kiện âm nhạc do Hiệp hội Âm nhạc Quốc tế Hồng Kông tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2011, với mục đích đưa các nước châu Á xích lại gần nhau để giao lưu, thúc đẩy nền âm nhạc khu vực phát triển. Tại sự kiện, các nghệ sĩ đến từ 9 quốc gia sẽ tham gia tranh tài ở 3 hạng mục giải thưởng siêu sao mới châu Á, ca khúc xuất sắc và một màn trình diễn xuất sắc. Mỗi nước cử một nghệ sĩ uy tín tham gia vào hội đồng chuyên môn chấm giải. Nhạc sĩ Huy Tuấn ngồi ghế nóng mùa giải năm nay cùng 8 đồng nghiệp quốc tế. Những năm trước chỉ có Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan tham gia tranh giải tại Hồng Kông Asian Pop Music Festival. Năm 2018, Việt Nam lần đầu có đại diện được mời biểu diễn trên sân khấu này là ca sĩ Nụ Phước Thịnh. Năm nay, Orange là nghệ sĩ đầu tiên chính thức tham gia tranh giải.